Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn về admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU muốn mua Zidane mới của bóng đá Pháp. Man United sẽ bùng nổ thực sự với bộ ba đội tuyển Pháp. Chelsea săn Haaland chờ bàn tay phù thủy Granovskaya. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU muốn mua Zidane mới của bóng đá Pháp. Theo ESPN, MU đang cân nhắc khả năng chiêu mộ tiền vệ Houssem Aouar khi mà Paul Pogba có tương lai không chắc chắn tại Old Trafford. Houssem Aouar đang thuộc bên chờ câu lạc bộ Lyon và là mục tiêu theo đuổi của Arsenal. Hợp đồng của Pogba với MU còn thời hạn 1 năm và tiền vệ này đã được liên hệ chuyển tới PSG. Do vậy, MU đang đối mặt với khả năng bán Pogba. Houssem Aouar được xem là sự thay thế cho Pogba trong trường hợp cầu thủ này rời Old Trafford. Năm ngoái, Lyon đã đưa ra mức giá 60 triệu bảng cho Arsenal khi họ muốn chiêu mộ Houssem Aouar. Tuy nhiên, đến mùa hè này, mức giá của cầu thủ 23 tuổi này dự kiến sẽ giảm xuống. Real Madrid chọn Salah thay Mbappe. Huấn luyện viên Ancelotti muốn Real Madrid chuyển sang dụ dỗ Mohamed Salah của Liverpool nếu thương vụ Kylian Mbappe không thể đạt được. Mbappe vẫn chưa đồng ý gia hạn PSG và sẽ trở thành cầu thủ tự do vào hè năm sau. Tuy nhiên, người ta cho rằng Real Madrid vẫn phải chỉ đậm nếu muốn sở hữu chân sút tuyển Pháp. Vì đội chủ sân công viên Cóc Hoàng Tử sẽ không để điều đó xảy ra. Trong trường hợp này, huấn luyện viên Ancelotti tính đến phương án khả thi hơn. Theo Fitches, cựu thuyền trưởng Chelsea muốn Real Madrid chiêu mộ Salah từ Liverpool thay mục tiêu Mbappe. Trước đó, Salah không loại trừ khả năng chuyển đến Real Madrid hoặc Barca một ngày. Hiện chân sút Ai Cập có hợp đồng với Liverpool đến hè 2023. Man United sẽ bùng nổ thực sự với bộ ba đội tuyển Pháp. Với những động thái và tính toán trên thị trường chuyển nhượng, thượng đẳng Manchester United kỳ vọng mùa giải tới sẽ gặt hái nhiều thành công. Hiện tại, với những gì đã thể hiện thời gian qua ở phiên chợ hè 2021, Manchester United đang cho thấy được thượng tầng đội bóng thực sự quyết tâm. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer nhận được sự hậu thuẫn lớn từ ban lãnh đạo đội bóng. Vì lẽ đó, sau khi đón bom tấn hàng công Jadon Sancho, chiến lược gia người Na Uy kỳ vọng sẽ tiếp tục sở hữu những gương mặt mới. Trong đó, ở tuyến tiền vệ, Eduardo Camavinga là cái tên có nhiều liên kết với Man United thời gian qua. Dù ban lãnh đạo đội bóng thành Manchester nghi ngại khả năng Camavinga có thể gia nhập gã khổng lồ PSG, nhưng tài năng 18 tuổi này vẫn là chữ ký mà ban lãnh đạo MU nỗ lực đàm phán trên thị trường chuyển nhượng. Đồng thời, với Camavinga, một ngôi sao người Pháp khác nhưng là sự bổ sung cho hàng phòng ngự, Raphaël Varane cũng đang được MU tiếp cận. Thượng tầng Quỷ Đỏ kỳ vọng Varane chính là đối tác hoàn hảo với Harry Maguire, chữ ký nâng tầm và góp phần xây dựng nên một MU chắc chắn, giàu sức chiến đấu hơn ở mùa giải tới. Cho đến thời điểm hiện tại, cả Camavinga và Varane đều là những đội gương mặt rất đáng được mong đợi và kỳ vọng ở Quỷ Đỏ. Nếu ban lãnh đạo MU chiêu mộ thành công Raphaël Varane và Eduardo Camavinga, đây sẽ là hai ngôi sao người Pháp tiếp theo cập bến Man United. Hiện tại, trong đội hình của huấn luyện viên Solskjaer, Man United đang có Anthony Martial và Paul Pogba là hai nhân sự đến từ Pháp. Nếu sở hữu thêm hai chữ ký cài trên, yếu tố gà trống Gaulois sẽ trở nên mạnh mẽ và rõ ràng hơn ở nhà hát của những giấc mơ. Mặc dù vậy, Martial đang gây thất vọng đứng trước viễn cảnh phải rời Old Trafford. Vì thế, Pogba, Camavinga và Varane có lẽ là ba cái tên hứa hẹn hơn. Tuy mọi thứ vẫn chưa được hoàn thành, cả Varane và tiền vệ trẻ của Real đều chưa chính thức trở thành người của Quỷ Đỏ, nhưng các cổ động viên yêu mến MU có quyền kỳ vọng vào một tương lai thăng hoa ở phía trước. Với Camavinga, tài năng 18 tuổi là một máy quét khu trung tuyến, tiền vệ trung tâm có xu hướng chơi phòng ngự. Chữ ký với Camavinga không chỉ là sự phát triển dài hạn, mà còn có thể ngay lập tức giúp hàng tiền vệ MU trở nên cơ động, hiệu quả hơn. Trường hợp của Varane lại là một ngôi sao phòng ngự đẳng cấp thế giới, người đã trải qua rất nhiều vinh quang trong màu áo Real Madrid và đội tuyển Pháp. Varane hứa hẹn là chất xúc tác mang đến thành công cho MU, tương tự chữ ký của Bruno Fernandes trước đây. Chelsea săn Haaland chờ bàn tay phù thủy Granovskaya. Về mặt lý thuyết, thương vụ Haaland có thể dễ dàng xảy ra. Giám đốc chuyển nhượng của Chelsea, Granovskaya đã chứng minh bà có thể đưa về bất kỳ ngôi sao nào trong đội bóng cần, trong khi toàn bộ cấu trúc câu lạc bộ của Dortmund dựa trên việc bán những cầu thủ đang ở đỉnh cao và tái đầu tư. Mọi thứ là rất rõ ràng, nhưng trong vài năm gần đây, Dortmund đã cho thấy họ không còn dễ dãi, thay vào đó là một đội bóng rất khó đàm phán. Sau tất cả, đội bóng vùng Rose chưa bao giờ sở hữu một cầu thủ nào gây sốt và giá trị như Erling Haaland hiện nay, và đó được xem là thách thức lớn dành cho Granovskaya, cố vấn thân cận của ông chủ Roman Abramovich trong gần 2 thập kỷ và là người điều hành các hoạt động chuyển nhượng ở câu lạc bộ. Vị giám đốc này đã đưa về Sunderland nhiều ngôi sao chất lượng như Eden Hazard, Golo Kanté, Timo Werner, Christian Pulisic hay Kai Havertz, dù trước đó luôn phải cạnh tranh những đội bóng giàu có bậc nhất châu Âu. Kiến thức của Granovskaya về thị trường chuyển nhượng hiếm có. Nhờ có đôi bàn tay của bà, Chelsea đã đẩy đi David Luiz, Oscar, Diego Costa.
Alvaro Morata và cả Hazard để thu về cho câu lạc bộ khoản tiền khổng lồ lên đến 340 triệu bảng. Thương vụ Haaland chắc chắn là giấc mơ của mọi chuyên gia chuyển nhượng. Ở tuổi 20, tiền đạo người Na Uy không chỉ có đủ thời gian trong tay để tạo ra sự khác biệt lâu dài trên sân cỏ mà còn có khả năng được bán lại để kiếm lời nếu câu lạc bộ chọn đi theo một hướng khác. Rõ ràng, nhìn theo từ chiều hướng nào đi chăng nữa, Haaland cũng là một món hàng béo bở, từ chuyên môn, marketing cho đến các toán tính dài hơi. Mức giá 150 triệu bảng cho Haaland là những gì Dortmund đưa ra dành cho Haaland. Đây là một con số khổng lồ bởi nó chỉ bao gồm phí chuyển nhượng đơn thuần. Dortmund đang cố gắng không lung lay trước sự săn đuổi nghiêm túc từ Chelsea. Và thành bại ở thương vụ này bây giờ được dồn vào Granovskaya, người phụ nữ quyền lực nhất tại Stamford. Và với những gì vị giám đốc này đã làm trong quá khứ, Chelsea có quyền hy vọng vào một phi vụ bom tấn ở hè 2021. Xác nhận Arsenal dùng chiến thuật đặc biệt thâu tóm Locatelli. Arsenal bước vào phiên chợ hè năm nay với hàng loạt mục tiêu chuyển nhượng đáng chú ý, điển hình như Manuel Locatelli, ngôi sao vừa trải qua một kỳ Euro vô cùng thành công cùng tuyển Ý. Mới đây, ký giả Fabrizio Romano đã có những cập nhật mới xoay quanh thương vụ này. Phát biểu trên kênh YouTube Don Roby, khi được hỏi về khả năng pháo thủ ký hợp đồng với Locatelli, Romano đã tiết lộ: "Nói về Locatelli, tôi thấy tin tưởng về một mức giá Arsenal gửi đến, và đây cũng là điều mà giám đốc điều hành Sassuolo đã nói về ngày trước. Vì vậy, chúng ta biết rằng Arsenal thực sự nghiêm túc với Locatelli, chiến lược của họ là chờ đợi. Arsenal quyết ưu tiên của cầu thủ này là gia nhập Juventus, Locatelli muốn đến Juventus, và cho đến khi Juventus đàm phán với Sassuolo, cậu ấy sẽ gây áp lực để gia nhập câu lạc bộ này. Nếu họ đồng ý, Locatelli sẽ rất hạnh phúc, cậu ấy là một fan hâm mộ Juventus từ khi còn bé và cậu ấy muốn chơi ở Champions League. Nếu thỏa thuận này không được hoàn tất, hãy để mắt tới Arsenal, họ đã sẵn sàng, họ tôn trọng Locatelli và cậu ấy cũng đánh giá cao cái cách Arsenal mà đang hành động trong thương vụ này, rằng họ tôn trọng quyết định muốn gia nhập Juventus của Locatelli. Nhưng nếu thỏa thuận trên không được thực hiện, Arsenal sẽ sẵn sàng nhảy vào thương vụ này. Man City giao bán Sterling, giúp sức ký Harry Kane và Jack Grealish. Pep Guardiola muốn Man City hoàn tất cú đúp thương vụ lớn Harry Kane từ Tottenham và Jack Grealish của Aston Villa ở phiên chợ hè 2021 để tăng sức mạnh đội hình. Tuy nhiên, để làm được việc này, Man xanh cần phải bán đi một số cầu thủ đội 1. Theo Atlantic, Man City sẵn sàng bán Raheem Sterling bất chấp tiền đạo này đã chơi tốt trong màu áo tuyển Anh trong hành trình vào đến chung kết Euro 2020. Trên suốt 26 tuổi đã ghi 3 bàn cùng một pha kiến tạo trong 7 lần ra sân cho Tam Sư ngày hội bóng đá châu Âu. Sterling được các chuyên gia đánh giá cao là một trong những cầu thủ Anh chơi hay nhất tại giải. Phong độ của Sterling ở tuyển Anh khác hẳn so với tại Man City mùa giải vừa qua, không có được chỗ đứng chắc chắn trong đội hình của Pep Guardiola. Trước khi Euro 2020 khởi tranh, đã có những thông tin Sterling được Man City dùng để cược vào các bàn hợp đồng Harry Kane hoặc Jack Grealish. Tuy nhiên, chân sút tuyển Anh sẽ không chấp nhận cảnh này. Sterling còn 2 năm trên hợp đồng với Man City, ghi 114 bàn và có 87 pha kiến tạo trong 292 lần ra sân sau khi gia nhập từ Liverpool vào năm 2015 với mức phí 50 triệu bảng. Cuộc cách mạng ngầm của Ole Gunnar Solskjaer với Man United. Ole Gunnar Solskjaer đang chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn về mặt chiến thuật cho Man United mùa giải sang năm. Thay vì sơ đồ 4-2-3-1 được ưa chuộng tại mùa giải 2020-21, huấn luyện viên người Na Uy muốn đội bóng của mình chuyển sang 4-3-3 giàu sức tấn công cống hiến. Thông tin này được tiết lộ bởi hàng loạt báo chí Anh trong thời gian qua. Để tăng sức tấn công cho đội bóng, huấn luyện viên Solskjaer quyết định chia tách bộ đôi ăn ý Fred và Scott McTominay. Thay vào đó, ông sẽ gia tăng cầu thủ trên mặt trận tấn công. Đó là lý do ông yêu cầu ban lãnh đạo Quỷ Đỏ phải mua bằng được tiền vệ Jadon Sancho từ Dortmund. Trong ý tưởng của mình, ông muốn sử dụng bộ ba Paul Pogba, Bruno Fernandes và Jadon Sancho cùng một lúc ở đội hình xuất phát. Quyết định này coi là một thử thách với huấn luyện viên Solskjaer, bởi lẽ Man United đang vận hành sơ đồ 4-2-3-1 khá ổn định. Họ đã bước đầu gặt hái được thành công khi về nhì ở ngoại hạng Anh và Europa League. Một trong những nền tảng tạo nên thành công đó chính là nhờ cặp đôi ở giữa sân Fred và McTominay. Mùa giải trước, họ đã chơi cùng nhau 28 trận đấu trên mọi đấu trường. Cả hai dù còn nhiều khiếm khuyết nhưng đã ngày càng ăn ý và hỗ trợ cho nhau rất nhiều. Chưa kể, tinh thần lăn xả, sẵn sàng chiến đấu mọi lúc của hai cầu thủ này cũng nhiều lần giúp Quỷ Đỏ vượt qua những giây phút khó khăn. Theo báo chí Anh, sự thay đổi của huấn luyện viên Solskjaer đến từ tham vọng giành danh hiệu của Man United. Huấn luyện viên người Na Uy không muốn đội bóng của mình chỉ mãi là kẻ chạy theo người khác. Ông muốn làm mới Quỷ Đỏ để có thể cạnh tranh song phẳng ngôi vô địch ngoại hạng Anh và tiến sâu ở Champions League. Sơ đồ 4-2-3-1 tuy giúp Man United có cấu trúc đội hình ổn định và phòng ngự chắc chắn nhưng lại khiến sức tấn công của họ suy yếu. Với một đội bóng lớn như họ, khả năng tổ chức thế trận và tấn công là điều bắt buộc phải có để chinh phục được các danh hiệu. Sơ đồ 4-3-3 được kỳ vọng sẽ giải quyết được vấn đề này ở mùa giải tới. Việc chuyển sang sơ đồ 3 tiền vệ cũng có thể là cứu cánh cho Donny van de Beek, cầu thủ chỉ có đúng 4 trận ra sân cho đội hình xuất phát ngoại hạng Anh mùa giải 2020-21. Nhiều người thậm chí còn gọi anh là bản hợp đồng có thể gây thất vọng khi chuyển tới Ajax với mức giá 40 triệu bảng.
Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.